Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ phần thông tin thương mại vừa rồi cho chương trình truyền hình của SET và sau đây là những bản tin Việt Nam và cộng đồng. Quý vị rất tâm mến, Chủ tịch nước Việt Nam lại ba hoa sẵn sàng gánh vác trọng trách quốc tế tin đến từ Việt Nam. Theo báo Thanh niên ngày 31 tháng 12 năm 2021 đưa tin, tại buổi lễ kết thúc nhiệm kỳ ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam Ba Hoa rằng ngày nay là một việc Nam mới sẵn sàng gánh vác trọng trách quốc tế vì hòa bình và phát triển bền vững. Ông Phúc khẳng định, nhà cầm quyền đã hoàn thành thắng lợi trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Từ nước nghèo, nhận viện trợ liên tục, nhưng nay Việt Nam đã trở thành đối tác tích cực, chủ động đóng góp, có trách nhiệm và tham gia cùng Liên Hợp Quốc, giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu về hòa bình, an ninh và phát triển trên thế giới. quý vì những tuyên bố ba hoa này của ông Phúc đã khiến cho dư luận cảm thấy hài hước, xấu hổ. Vì suốt thời gian vừa qua, nhà cầm quyền Việt Nam đi đến bất kỳ quốc gia nào và gặp bất kỳ tổ chức nào cũng đều xin hỗ trợ một cách khẩn thiết từ vaccine cho đến tiền bạc. Kính thưa quý vị. Trong khi đó, thì ứng cử viên Quốc hội độc lập Lê Trọng Hùng bị tuyên án 5 năm tù giam, tin đến từ Việt Nam. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tòa án Việt Nam Hà Nội đã tuyên phạt và báo tự do Lê Trọng Hùng 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó vào tháng 2 năm 2021, ông Hùng đã tuyên bố sẽ ra tranh cử đại biểu quốc hội với tư cách là ứng cử viên độc lập. Ông cũng công bố những chính sách dự định của mình, cũng như cam kết nếu đắc cử sẽ tăng cường giáo dục về các quyền công dân được quy định trong hiến pháp và vận động ra luật cho phép người dân được tự do biểu tình ôn hòa. Suốt nhiều năm vừa qua, ông Hùng luôn tích cực phổ biến hiến pháp do nhà cầm quyền lập ra cho người dân, cũng như yêu cầu nhà cầm quyền tôn trọng thực hiện theo hiến pháp. Kết thúc vì ông cũng liên tục chỉ ra những bất công của xã hội, lên tiếng giúp người dân oan đòi quyền lợi. Tuy nhiên, hành động của ông Hùng đã trở thành cái gai trong mắt của nhà cầm quyền, nên ông bị Công an Cộng sản bắt giam vào ngày 27 tháng 3 năm 2021. Được biết trước đây ông Hùng là một giáo viên, nhưng vì phản đối những việc làm sai trái của hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo ngành giáo dục nên ông đã bị trù dập rồi xin nghỉ việc. Sau khi ông Hùng bị bắt, vợ ông là bà Lena, là một người phụ nữ khiếm thị phải một mình nuôi hai con nhỏ, nhưng thường xuyên bị công an, cộng sản, quấy rối, dọa dẫm. Kính thưa quý vị. Với sau một bản tin khác, Philippines trục xuất 3.142 người di dân bất hợp pháp bất chấp đại dịch COVID-19. Kính thưa vị, cơ quan xuất nhập cảnh Philippines được có tắt là BI vào thứ Tư ngày 29 tháng 12. Cho biết rằng bất chấp đại dịch COVID-19, Philippines vẫn trục xuất hơn 3.000 người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp trong năm 2021. Dựa trên dự kiện do cơ quan xuất nhập cảnh Philippines cung cấp, Tổng cộng đã có 3.142 người di dân bất hợp pháp bị trục xuất từ tháng 1 cho đến tháng 11 trong năm nay. Trang thông tin điện tử Inquire.net loan tin trong số những người bị trục xuất, cơ quan BI ghi nhận đã có 2.875 người mang quốc tịch Trung Cộng, 90 người Nam Hàn, 81 người Việt Nam, 27 người Nhật và 19 người Mỹ. Theo người đứng đầu bộ phận Deportation and Implementation Unit Victor Andrews Cipriban cho hay, vào năm 2020, cơ quan xuất nhập cảnh Philippines cũng đã trục xuất 3.219 người ngoại quốc vào năm 2020 do trốn lệnh truy nã, nhập cư bất hợp pháp hoặc đã ở khóa thời hạn thị thực. Theo ông Jimmy Moranty, Ủy viên cơ quan xuất nhập cảnh Philippines nói rằng, Cơ quan sẽ tiếp tục trục xuất những người ngoại quốc vi phạm đạo luật di trú Philippines. Thưa quý vị. Quay sang một bản tin khác nữ tài tử Olivia Moon đăng tải khoảng khách đùa giỡn giữa John Mulaney cùng con trai đầu lòng trên Instagram. Nữ tài tử Olivia Moon vừa đăng tải trên Instagram hình ảnh đùa giỡn giữa hai vợ chồng với cậu con trai đầu lòng trong khi đang vào bếp cùng bạn trai John Mulaney. Theo page Six Lone cô cùng năm tài tử hài John Mulaney chào đón con trai đầu lòng của họ, Malcolm Hip Mulaney vào ngày 24 tháng 11. Trên tài khoản Instagram cá nhân, cô đăng tải bức ảnh ghi lại khoảng khách đùa giỡn của gia đình nhỏ khi mà cậu con trai được cha đặt vào nồi hấp bánh bao cùng dòng chú thích dí dỏm, công thức bánh bao mới của cha. Nữ thầy tử còn đăng tải thêm bức ảnh thứ hai trên Thanh Stories với dòng chữ tuyên bố con trai Malcolm bé nhỏ là chiếc bánh bao vô cùng đáng yêu. Cặp đôi có vẻ như đang giúp mẹ của nữ tài tử chuẩn bị mâm cơm truyền thống của người Việt Nam nhân dịp giao thừa. Kính vị, bài đăng của nữ tài tử xuất hiện chỉ vài ngày sau khi cặp đôi chia sẻ những bức ảnh đầu tiên về cậu con trai khó khiển trên trang mạng xã hội. Trước khi cậu con trai Malcolm chào đời, nữ tài tử thừa nhận rằng cô và tài tử hài độc thoại cảm thấy hoảng loạn khi lần đầu tiên lên trước cha mẹ. Nữ tài tử chia sẻ cô rất biết ơn về các thông tin hữu ích được các ba mẹ khác chia sẻ trên Instagram, Facebook và blog. Đó như là một sự cứu rỗi đối với cô. Trước đó, nam tài tử Bellini lần đầu tiên xác nhận thông tin cặp đôi đang đón chờ đứa con đầu lòng của họ chào đời trên chương trình Late Night with Sesameyer. Kính thưa quý vị. Trong khi đó, thì sau thành công từ Kim's Convenience, nam tài tử gốc Việt Andrew Fung chuẩn bị ra mắt phim mới. Xin quý vị tiếp tục dưới băng tầng của SET, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những bản tin văn nghệ và đời sống. Rất cảm ơn quý vị.